Hello, chào tất cả mọi người. Hôm nay em Thúy lại giới thiệu với mọi người một cái sản phẩm dưỡng da. Dưỡng da của công ty Trần Kim Huyền là một chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên. Công thức được nghiên cứu phù hợp cho mọi loại da mọi người nha. Dùng để dưỡng da hàng ngày này, khô da này, nứt da này, bong da ở bàn tay, bàn chân, bị muỗi, côn trùng cắn vân vân, rất là an toàn và không hề có tác dụng phụ. Dùng được cho trẻ em, bà mẹ mang thai và cho con bú này. Kem dưỡng da thảo mộc Trần Kim Huyền có chứa các thành phần như sau: nano, dầu jojoba, mỡ chanh, tinh chất nhân sâm, tinh chất hoa hồng và các loại dược liệu quý khác. Cách sử dụng, chúng ta chỉ cần là bôi một cái lượng vừa phải lên cái vùng da bị khô. Trước khi chúng ta bôi, chúng ta hãy rửa sạch mặt hoặc là cái vùng da bị bệnh. Sau đó chúng ta bôi một lượng vừa phải, đây, một lượng kem vừa phải vào cái vùng da bị thương. Ví dụ như là bị té xe, bị bỏng, trị bỏng cực kỳ hiệu quả mọi người ơi. Một hộp chỉ với giá 200.000 đồng thôi, 250.000 đồng thôi. Ví dụ như là các bạn muốn dưỡng da ở đâu, các bạn bôi lên ở đó, khô da hoặc là bị giúp cho làm hồng môi đó, ví dụ khô môi này chúng ta bôi lên giúp làm hồng môi hoặc là nhũ hoa này, rồi và bị hăm tả này, em bé bị hăm tả này, rôm sảy này, côn trùng đốt này, chúng ta cũng sử dụng cái sản phẩm này mọi người nha, cực kỳ hiệu quả luôn và rất là an toàn. Sản phẩm hoàn toàn từ thiên nhiên, chính vì vậy mọi người hãy an toàn sử dụng, dùng được cho mọi đối tượng đó. Đây mọi người nha, cách sử dụng là chỉ cần bôi cái lò kem này lên, ví dụ các bạn muốn dưỡng môi thì các bạn bôi lên thôi. Đó, các bạn bôi giúp mềm môi mọi người nha, giúp mềm môi và hồng môi mọi người. Rồi ngoài ra còn có một cái công dụng, đó chính là trì ràn da mọi người, trì ràn da cho bà bầu nữa, cực kỳ hiệu quả luôn. Sau khi sinh á, chúng ta bị ràn da chúng ta cũng bôi thì thu hẹp cái lỗ chân lông và giúp mờ mờ da. Còn những cái bà mà bị thương chúng ta bôi vào thì vết thương sẽ rất là nhanh lành đó. Cả gia đình Thúy đều sử dụng cái sản phẩm này rồi mọi người nha, rất là an toàn. Và đây là cái lò thứ mấy, một lò này chúng ta sử dụng cho cả nhà tới cả năm mới hết mọi người, và hạn sử dụng rất là lâu đó. Nên là mọi người hãy sắm cho gia đình chúng ta một lò như thế này mọi người nhé.